Chuyển sang các tin tức trong nước đáng chú ý khác cho trung tí sáng. Thưa quý vị, sau những ngày mưa rào và rông xen kẽ giữa thời kỳ nắng nóng, làm cho tiết trời ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ dịu mát. Tuy nhiên thì từ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7, trời sẽ giảm mưa và hứng nắng ở nhiều nơi. Dự báo nền nhiệt tại Bắc và Trung Bộ sẽ tăng dần trong những ngày tới, nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện trở lại và dạng thời tiết oi nắng phần nào sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đào cao đẳng đợt đầu tiên trong năm nay. Tại Bắc Bộ, nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn và nền nhiệt còn tăng thêm từ ngày hôm nay cho đến ngày 5 tháng 7, với mức nhiệt phổ biến khoảng từ 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Với khu vực miền Trung, nắng nóng sẽ bao phủ dọc suốt từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, với ngưỡng nhiệt phổ biến từ 36 đến 38 độ trong 3 ngày tới. Trái ngược thì các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của khối khí nóng ẩm từ Biển Đông lấn vào nên trời có nhiều mây và mưa nắng đan xen trong những ngày kỳ thi đào cao đẳng diễn ra mưa rông có lượng khá sẽ tập trung vào thời điểm chiều tối đêm và sáng đúng thời điểm thí sinh đi dự thi vì vậy phụ huynh và học sinh nên mang theo những vật dụng che mưa để không ảnh hưởng đến sức khỏe và hoàn thành tốt kỳ thi này